Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị sẽ mở một hộp màu gồm có 150 chi tiết cho các bạn nhỏ coi luôn. Wow, hộp màu vẽ này ở bên trong y như hình vẽ bên ngoài này luôn nha. Có màu lông, màu chì, màu bột và màu sáp. Quá đẹp. Lần trước là chị mới mở hộp 80 chi tiết thôi là đã rất là mê đúng không nè. Giờ mở ra nha. 1, 2, 3. Wow, quá đẹp luôn các em ơi. Đây chính là bộ màu gồm 150 màu. Đầu tiên là chúng ta có bảng màu về những cây màu lông. Đây là những cây màu lông nhé. Chị sẽ vẽ thử những cái màu lông này ra cho các bạn nhỏ coi ha. Rất là đẹp luôn đó các em. Và cái bảng màu lông đầu tiên thì là gồm những màu thuộc về màu xanh lá. Chị sẽ chiếu gần lại cho các em coi ha. Quá đẹp, các em nhìn nè, những cái cây màu lông thiên về màu xanh lá. Cái đoạn đầu là xanh lá, bắt đầu là nhạt đậm dần. Đậm dần rồi chuyển sang màu xanh chuối. Sau đó chuyển sang màu xanh mạ, rồi chuyển lên sang màu xám và màu đen. Rất đẹp ha. Tiếp theo, ở đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây màu. 12 cây màu. Tiếp theo nữa là tông màu xanh dương, xanh da trời. Đầu tiên là xanh da trời bắt đầu nhạt dần và đậm dần lên ha. Các em thấy đó là bắt đầu đậm dần lên, chuyển qua màu tím. Xanh da trời thì có 2, 4, 5 tông màu, tím có 3 tông màu. Tiếp đó là màu nâu, màu cam. Ở đây cũng gồm 12 cây màu thì tổng cộng là chúng ta có đến 24 cây màu ha. Rồi tầng thứ 3 là tông màu hồng. Màu hồng chuyển sang hồng đậm, tím, rồi màu cam và màu vàng, màu đỏ ha. Ở dưới này cũng có tổng cộng là 12 cây nữa thì tổng cộng chúng ta có 36 cây màu lông rất là đẹp. Và chị Chim xin nãy đã thử cho các em coi rồi đó. Nè, rất đẹp ha. Các em có thể tha hồ mà tô màu với cái bộ bút màu lông như thế này luôn. Các em thông cảm hiện tại tại vì chị Chim xin đang vừa cầm điện thoại vừa quay. Rồi bên này, ngoài ra trong bộ này nó kèm theo cho các em nè. Đây là cái hồ. Đây là lọ hồ dán. Để chúng ta trong cái tiết mỹ thuật thủ công, cách dán chúng ta xài. Còn đây là cục tẩy. Đây là cây thước. Cây thước này là 15cm ha. Nó có đánh số ở trên nhé. Và ngoài ra còn kèm theo một cây bút chì cho các em nữa. Bút chì này là chưa chốt, các em về sẽ chốt chì để xài chung ha, xài chung với cục tẩy. Nào các em, chị Chim xinh sẽ test thử tất cả các màu lông ở đây cho các em coi luôn ha. Đầu tiên là màu xanh chuối.
Chị Chim Xinh đã vừa thử cho các em về những 36 cây màu lông ở đây. Các em có thể thấy cái bảng màu chúng ta vừa thử vô vàng màu cho các em tha hồ mà tô ha. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ chuyển qua cái phần nửa còn lại. Thì nửa còn lại này chúng ta sẽ ngắm nhìn. Đây là cái bột, màu bột nha các em. Màu bột thì cách dùng cũng giống màu nước thôi, có điều là lúc mà nó còn chưa ấy thì nó sẽ khô như thế này ha. Màu nó sẽ khô như thế này, các em sẽ bỏ nước vào. Và sau đó các em sẽ dùng cọ. Đây là cọ vẽ kèm theo trong cái bộ này. Chúng ta sẽ dùng nước chấm vào đây. Sau đó dùng cọ xoa 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 xoa, xoa một hồi là màu nó sẽ ra và sử dụng màu này để tô. Màu bột này thì lên màu nó sẽ nhạt hơn màu nước rất là nhiều, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ sạch sẽ hơn màu nước. Vì sao? Vì khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì cái khối bột, cái khối màu này nó cứng lại, không bị dây ra ngoài như màu nước ha. Và ở đây tổng cộng chúng ta có 2, 4, 6, 12 màu. Xanh lá, tím, đỏ, đen, xanh dương đậm, nâu, cam, xanh da trời, vàng, trắng, xanh lá cây và hồng. Đây là xanh lá mạ nha. Ok, rất là đẹp ha các em. Cái cọ nè. Chị sẽ cất cái cọ lại vào chỗ của nó. Rồi, bên cạnh đó, các bạn nhớ trong bộ này chúng ta có kéo, chút chì và ghim bấm nữa nha. Đây nè, đây là cái kéo. Kéo này các bạn nhỏ có thể sử dụng cắt giấy. Nhìn thì các em nghĩ lưỡi kéo này bằng nhựa thì không thể cắt, nhưng mà vẫn cắt được. Và nó rất là an toàn cho học sinh của chúng ta ha. Vì nó bằng nhựa như thế này nè, nó không thể cắt đứt thịt của chúng ta được, nhưng mà có thể cắt được giấy, những cái tờ giấy mỏng thủ công như bình thường mà các em hay xài. Đó. Rất ngọt nha các em, không hề bị cùn. Ok chưa? Quá đã ha, màu đen, chiếc kéo màu đen nè. Rồi tiếp theo nha. Tiếp theo đây, đây là cái ghim bấm nè. Các em sẽ bỏ ghim vào đây và dùng kẹp ghim mà để bấm. Trong này còn có cái kẹp giấy nữa nè các em. Đây là những cái kẹp giấy màu đỏ, nhỏ nhỏ. Chị không biết là ban đầu nó ở đâu, vì khi chị lấy ra thì nó đã rơi ra rồi, chắc là nó ở đây. Các em mua ghim bấm về, sau đó các em mở cái này ra, cho ghim bấm vào đây, rồi chúng ta có thể bấm giấy ha. Bấm giấy ha. Vì ở đây chị Chim Xinh không có ghim bấm cho nên là chị chưa test thử cho các em coi được. Cuối cùng đây là cái chút chì. Cái chút chì này sẽ dùng để chốt cái chì được tặng trong bộ này. Ngoài ra thì các em có thể chốt tất cả các chì ở nhà mình đều được. Rất là xịn luôn. Chị chốt thử nhé. Quá tuyệt ha. Đây là cái đầu chì sau khi đã chốt nè. Các em biết đây là cái gì không? Đây chính là một loại keo dán. Đây. Bị chói một chút xíu nha. Nói chung bộ dụng cụ học tập này gồm 150 chi tiết và rất là nhiều món. Rồi tiếp tục, tiếp theo là chúng ta sẽ có bộ màu chì. Đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cây bút chì màu. Đủ màu luôn nha các em. Chị sẽ lấy ra cho các em coi nè. Xanh đỏ tím vàng có đủ cả.
màu của chúng ta. Bút màu dạng chì á các em. Cái dạng này nó rất là dễ tô, nhưng mà màu nó nhạt hơn màu lông và nó nhạt hơn cả màu sáp. Tô nó dễ tô, nó cũng đẹp và nó sẽ không có bị bóng như màu sáp ha. Chị sẽ thử luôn nhé. Đây này các em. Tại vì cầm một lúc nhiều như vậy thì nó sẽ rất là khó tô, là chị sẽ thử từng cái nha. Và chúng ta sẽ thử lên cái này luôn. Đó các em thấy không? Màu nó sẽ lên nhạt nhạt như vậy nè. Thử một cái màu đậm hơn nhé. Màu đen chẳng hạn. Đó, dạng màu nó như vậy nha. Gồm có 24 cây chì màu. Đủ cả đen nè, tím nè, vàng, nâu nhạt, nâu đậm nè, hồng, hồng đậm, vàng nhạt, rồi vàng đậm, màu xanh đen, màu xám, màu xanh mẹ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt và xanh dương đậm, rồi xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ, hồng tím, hồng cam, tím nè, nâu, màu da, màu cam. Ủa sao đâu mất một cây? À đây rồi, màu xanh. Đó, tổng cộng chúng ta có 24 cây màu chì siêu đẹp. Ok nha. Cuối cùng là chị Chim Sinh sẽ giới thiệu về... À có một điểm nữa là cái chút chì này nè các em. Các em có thể dùng, rẻ dùng chút luôn cả cái bút chì màu nha. Rồi chúng ta có màu sáp ở đây. Màu sáp ở đây thì có hai loại. Một loại là đầu nhọn và một loại là đầu vuông. Thì đầu nhọn các em sẽ sử dụng cho những cái đoạn mà nó khó tô, nó nhỏ, kích thước nó nhỏ thì chúng ta tô màu nhạt, tô màu nhỏ. Còn nếu mà cái đoạn nào mà kích thước nó bự thì chúng ta sẽ tô màu đầu to. Và tổng cộng là chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cây vị chi là chúng ta có 48 cây màu sáp. Rất đẹp ha. Đây là dạng màu sáp của chúng ta, đầu nhọn. Còn đây là màu sáp dạng đầu to. 24 màu này nó trải dài đầy đủ các màu cho các em để tô luôn nhé. Từ trắng, vàng, cam, hồng, tím, xanh da trời, xanh lá cây. Các loại màu xanh, màu tím, màu xám, màu đen gì có hết nha. Đó, đầy đủ cho các bạn nhỏ để chúng ta sẽ chơi học mỹ thuật luôn. Quá tuyệt. Và bên dưới cái góc này là cái nơi mà người ta để kẹp ghim tâm nè, ghim ghim nè, kẹp giấy nè. Dùng để kẹp những cái kẹp giấy nhé các em. Các em cần những cái ghi chú hay những cái giấy nốt thì sẽ dùng những cái kẹp giấy này để kẹp lại. Quá tuyệt ha. Vậy là chị Chim Sinh đã vừa giới thiệu xong cho các bạn nhỏ về bộ bút chì màu 150 chi tiết rồi. Quá đã. Chúng ta có 36 cây màu lông với đủ các màu sắc, tha hồ mà tô. Kèm theo đó là một cái lọ hồ keo dán, một cục tẩy, một cây thước, một cây viết chì, có cả thêm màu bột, kéo, chuốt chì, ghim bấm, những cây màu chì, và cuối cùng là những cây màu sáp và những cái kẹp giấy rất là xinh. Wow, một bộ đồ tô màu khổng lồ luôn các em, đầy đủ các dụng cụ để cho các bạn nhỏ tha hồ mà sáng tạo mỹ thuật ha. Và các bạn nhỏ muốn mua bộ đồ chơi này,
có thể gọi điện thoại tới số 0979 086789 nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Nếu yêu mến thì đừng quên like video và subscribe kênh Chim Xinh Channel nha. Đăng ký kênh để ủng hộ cho chị nhé. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau.